làm gì vậy? Vào đi, mình đã suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình, như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Ai có đồ điện tử hư cũ bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Mình cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì gọi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette chi vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot, kiểu như là tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Ê to, đừng có sợ, mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu, nhưng mà có mua đó, mày còn có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học, nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc nào? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ.